Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 2 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau đi chữa quyển tập làm văn lớp 2 của cuốn sách Cánh Diều. Bài đầu tiên cô và các em sẽ cùng nhau đi chữa các dạng bài. Ở trong quyển tập làm văn lớp 2 của cuốn sách Cánh Diều chúng ta sẽ có 3 dạng bài. Dạng bài đầu tiên chính là dạng bài giới thiệu về một sự việc. Dạng bài thứ hai là dạng bài kể về một sự việc và một hoạt động. Và dạng bài số 3 là dạng bài tả về đồ vật, con người và thiên nhiên. Thì bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau đi chữa từng dạng bài một. Dạng bài đầu tiên sẽ là dạng bài số 1 giới thiệu về một sự vật. Ở dạng bài này chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là phạm vi áp dụng, phần thứ hai là trường hợp áp dụng và phần thứ ba là hiểu biết của em. Ở phần thứ nhất là phạm vi áp dụng thì với dạng bài giới thiệu về một sự vật này thì chúng ta sẽ áp dụng cho các tuần học là tuần 1, tuần 19, tuần 30 và tuần 31. Vậy thì đối với các tuần là tuần 1, tuần 19, tuần 30 và tuần 31 thì các em sẽ được luyện tập viết đoạn văn về các đề bài là giới thiệu về một sự vật hoặc là một sự việc nào đó. Tiếp theo, ở phần trường hợp áp dụng này thì chúng ta sẽ có các ví dụ. Từ các ví dụ đó thì chúng ta có thể trả lời cho câu hỏi ở phần hiểu biết của em, đó chính là giới thiệu là như thế nào. Ở mục trường hợp áp dụng này thì cô sẽ có những cái ví dụ như sau. Các em hãy nhìn vào bức tranh, các em có thể thấy là có hai bạn nhỏ. Bạn nhỏ thứ nhất thì đang giới thiệu tên của mình. Chào cậu, tớ tên là Trang, học lớp 2A. Và đáp lại Trang thì có bạn Anh đã trả lời là chào Trang, tớ tên là Anh, học lớp 2C. Vậy thì với bức tranh đầu tiên thì chúng ta có thể thấy rằng là các bạn ấy đang giới thiệu tên và giới thiệu lớp của mình. Còn bức tranh thứ hai là bạn Trang và bạn Anh thì đang giới thiệu về cuốn sách mà các bạn ấy thích. Đây là cuốn sách mà tớ thích, cậu cho tớ xem cuốn sách đó được không? Tức là bạn Trang đang giới thiệu cho bạn Anh một cuốn sách mà bạn ấy rất là thích. Và khi nghe bạn Trang giới thiệu thì bạn Anh rất là tò mò về nội dung của cuốn sách đó. Vậy thì dựa vào trường hợp áp dụng này thì chúng ta có thể hiểu là chúng ta giới thiệu khi mà chúng ta muốn cho các bạn biết về cái sự vật này hay là cái sự việc mà chúng ta muốn nói đến. Hay là đơn giản như là các em có thể giới thiệu cho các bạn biết về tên của mình này, về lớp của mình này hay là về sở thích của mình, đúng không nào các em? Vậy thì dựa vào những trường hợp áp dụng này thì chúng ta có thể trả lời cho câu hỏi ở phần hiểu biết của em rồi, đúng không nào? Trong phần hiểu biết của em thì cô có câu hỏi như sau. Dựa vào bức tranh trên, em hiểu như thế nào là giới thiệu? Em hãy đánh dấu tích vào những câu trả lời mà em cho là đúng. Ở đây cô sẽ có 4 ý. Đầu tiên là giúp cho người lần đầu tiên gặp mặt biết về tên, tuổi và sở thích của mình. Thứ hai là làm nổi bật những đặc điểm mà mình nói đến. Thứ ba là giúp cho người đọc, người nghe biết đến sự vật mà mình nhắc đến. Cuối cùng là kể lại cho người nghe những việc mà mình nhìn thấy. Thì ngay ở trường hợp áp dụng, các em có thể thấy là bạn Trang và bạn Anh đang giới thiệu tên, lớp và sở thích của mình. Vậy thì chúng ta có thể dễ dàng trả lời cho câu hỏi như thế nào là giới thiệu rồi, đúng không nào các em? Giới thiệu ở đây là giúp cho người lần đầu tiên gặp mặt biết về tên, tuổi và sở thích của mình. Vậy thì câu trả lời đúng cho câu hỏi này là ý đầu tiên các em nhé. Các em hãy đánh dấu tích vào ý đầu tiên. Vậy thì sau dạng bài số 1 giới thiệu về một sự vật thì các em có thể hiểu như thế nào là giới thiệu rồi, đúng không nào các em? Giới thiệu ở đây chính là giúp cho người lần đầu tiên gặp mặt biết về tên, tuổi và sở thích của mình các em ạ. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình các em nhé. Như vậy là cô và các em đã chữa xong phần 1, đó chính là dạng bài số 1 giới thiệu về một sự vật rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời và ôn tập lại về dạng bài giới thiệu về một sự vật các em nhé. Ở những video sau thì cô sẽ hướng dẫn các em ở dạng bài số 2, đó chính là dạng bài kể về một sự việc và một hoạt động. Vậy thì cô xin hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.